chúng ta sẽ đi làm tiếp bài 8.4 sách giáo khoa trang 47 tập 2 86 của bộ kết nối tri thức rồi người ta nói là hình 8.13 này mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm bây giờ 4 đường thẳng này nó cắt nhau thế này và 5 điểm A, B, C, D, E trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A hãy điền tên của các điểm còn lại đây chưa đây, hãy đền điền tên của các điểm còn còn lại vậy thì chúng ta sẽ vẽ lại là hình, yeah. có các trường hợp như này, đó. các trường hợp ở đây, thầy vẽ lại hình này, đây là điểm A, dạ. rồi điểm một đó là D nằm trên ba trong bốn đường thẳng, yeah. D nằm trên ba trong bốn đường thẳng, vậy thì D là giao điểm của ba đường thẳng, vậy thì chắc chắn điểm D là đây, dạ. rồi ba điểm A, B, C thẳng hàng, A, B, C thẳng hàng chưa? Yeah. Rồi 3 điểm E thẳng hàng. E thẳng hàng. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ điền tên xong các điểm còn còn lại theo yêu cầu của bài bài toán. Rồi còn là bài 8.4. Theo yêu cầu của bài 8.4 thì chúng ta đã điền, điền xong.